Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Kỹ năng bạc tỷ, làm thế nào mà lính ông Tô Lâm đẩy được voi lột qua lỗ kim. Sau vụ ông Nguyễn Công Tặc nhận 1,1 tỷ đồng được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, thì giờ đến lượt ông Trung Ngọc Anh nhận cọc tiền tới 200.000 đô la của Phan Quốc Việt với trị giá tương đương 4,6 tỷ đồng, nhưng cũng được miễn truy cứu về tội nhận hối lộ. Tuy nhiên, theo Điều 2 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, thì phạm tội nhận từ 2 đến 100 triệu đồng xem là nhận hối lộ và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn voi chui qua được lỗ kim. Có thể nói mức nhận hối lộ từ 2 đến 100 triệu đồng là cái lỗ kim, còn mức nhận hối lộ 4,6 tỷ đồng của ông Trung Ngọc Anh là một con voi. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn đẩy được một con voi lọt qua được lỗ kim và cứu ông Trung Ngọc Anh thoát khỏi tội nhận hối lộ với lập luận ngây ngô như sau. Phân tích lý do dù nhận 200.000 đô của Việt Á nhưng ông Trung Ngọc Anh không bị đề nghị truy tố nhận hối lộ, một tiến sĩ luật cho biết nghĩa vụ chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan tiến hành tố tụng. Cơ quan điều tra chứng minh được điều đến đâu thì sẽ kết luận và đề nghị viện kiểm sát truy tố đến đó. Nếu có việc nhận tiền giữa người có chức vụ quyền hạn với cá nhân doanh nghiệp nhưng không chứng minh được có sự thỏa thuận công việc phải làm để được hưởng số tiền đó thì chưa đủ căn cứ để mà truy tố về tội đưa hối lộ và nhận hối lộ. Người đứng đầu Việt Á đưa hối lộ cho Bộ trưởng 200.000 đô la và sau đó Việt Á đã làm những gì thì đã quá rõ rồi. Vậy mà bên cơ quan điều tra vẫn bảo là không chứng minh được có sự thỏa thuận công việc phải làm để được hưởng số tiền đó. Thì đây mới chính là kỹ năng siêu việt của cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam. Có lẽ họ cần Phan Quốc Việt phải gửi cho ông Trung Quốc Anh một lá thư trình bày rõ ràng lý do mà ông Phan Quốc Việt đưa tiền thì mới có đủ cơ sở để mà kết luận là đưa hối lộ chăng? Nó thật nực cười cho cách lý luận rất ngây thơ của cơ quan điều tra Cộng sản Việt Nam và họ đã làm bộ như vậy. Đây là một những cách mà lính của Tô Lâm đã đẩy được một con voi chui qua lỗ kim. Voi thì lính của Tô Lâm còn đẩy được qua lỗ kim, chứ nói gì đến cả lạc đà. Thực ra mà nói, việc chạy án bằng tiền là chuyện phải giấu kín, nhưng gỡ án thì phải công khai. Chuyện gỡ án công khai như thế này lại có cả tiến sĩ luật trả lời trên báo chí, thì rõ ràng việc chạy án kỳ này chuyên nghiệp hơn vụ chuyến bay giải cứu. Việc các phương tiện truyền thông nhà nước tham vấn và đề nghị giảm án cho các đại quan tham chứng tỏ quy mô của bộ máy chạy án nó lớn như thế nào. Trường hợp ông Phạm Công Tạc là lạc đà chui qua lỗ kim. Khi tội đã rành rành mà vẫn muốn lấm liếm thì chỉ có thể là dở lý luận cồn kiểu trẻ con ra để hợp thức hóa. Lý luận càng trẻ con thì càng chứng tỏ bộ máy chạy án này quá trắng trợn mà thôi. Tao phạm tội rõ ràng đó, tao lý giải qua quýt để kiểu trẻ con, làm gì được con tao? Quan trọng là bên chạy án có tiền đầy túi và tội phạm không bị ngồi tù, đôi bên cùng có lợi, thế là hoài cả làng. Còn anh cung lý kia thì mãi mãi vẫn là như Nguyễn Viên Hải vậy thôi. Lính dưới tay ông Tô Lâm cũng nắm rất nhiều chiêu để kiếm bạc tỷ. Thực ra mà nói, kỹ năng đẩy voi chui qua lỗ kim là cách để quan chức tham gia tố tụng làm giàu. Vụ án chuyến bay giải cứu là minh chứng. Nếu làm phép tính đơn giản thì tiền móc túi nạn nhân là 4.000 tỷ đồng, nhưng tổng số tiền mà các bên nộp lại để khắc phục hậu quả chỉ có 180 tỷ đồng. Còn lại hơn 3.800 tỷ đồng, bên hút máu chia chác lại cho bên tố tụng để giảm án cho nhau, thế là mọi người đều có tiền. Vụ án Việt Á cũng tương tự như thế mà thôi. Con số hút được của dân là khoảng 4.000 tỷ đồng, nhưng rồi số tiền nhà nước thu hồi có được bao nhiêu? Và phần khổng lồ còn lại, bên hút máu lại chia cho bên tố tụng thông qua đường dây chạy án. Thế là bên tố tụng tìm cách gỡ tội. Dù cho dù lý do có đúng hay ngây ngô thì cũng chẳng sao cả. Bên được tiền, bên được giảm án. Thế là vui cả làng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương truyền hình trực tiếp với bản tin Kỹ năng bạc tỷ, làm thế nào mà lính ông Tô Lâm đẩy được voi lọt qua lỗ kim. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin có ai còn nhớ lá bùa cụ Tổng tặng cho Việt Á hay không?
Ở Việt Nam có rất nhiều người làm doanh nghiệp hay mượn oai lãnh đạo để mà quan hệ. Việc xin chụp hình chung với lãnh đạo rồi cho phóng to hình treo ở văn phòng làm việc là chuyện không xa lạ gì. Qua vụ án ông Lê Thanh Thản lừa dối khách hàng thì ai cũng nhận ra các cơ quan tố tụng sợ ông Lê Thanh Thản như thế nào. Khởi tố đến 2 lần mà chẳng có cơ quan nào dám bắt cả. Khi đưa ra tòa án thì tòa lại không dám xử mà lấy cớ để trả hồ sơ về điều tra lại, để mà đẩy quả bóng trách nhiệm về lại cho công an. Lá bùa của cổ tổng tặng cho Việt Á. Tại sao Đỗ Anh Dũng, Trương Mỹ Lan và Trịnh Văn Quyết bị bắt, bóng Lê Thanh Thản thì lại chẳng ai dám động đến? Đấy là minh chứng rõ nét nhất về việc chính quyền của địa phương rất sợ lá bùa của quan lớn bên trên. Còn nhớ từ ngày 6 tháng 4 năm 2016, cá chết xuất hiện trắng bờ biển miền Trung và Formosa là thủ phạm mà người dân lên tiếng chỉ mặt. Tuy nhiên, vào ngày 22 tháng 4 năm 2016, ông Trọng đã chính thức đi thăm và kiểm tra mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, khu dân cư mẫu nông thôn mới và tiến độ dự án Formosa Hà Tĩnh. Sau chuyến thăm Formosa của ông Trọng thì rõ ràng chính quyền địa phương đã bằng mọi giá bảo vệ Formosa như bảo vệ đảng vậy. Tất cả các vụ khiếu kiện tập thể của bà con, những nạn nhân của Formosa đều bị chính quyền địa phương bẻ gãy. Họ chấp nhận thủ đoạn miễn sao ngăn cản, không cho dân đụng đến Formosa. Ở Việt Nam, khi được ông Nguyễn Phú Trọng chiếu cố thì đấy chính là một bảo chứng. Công ty Việt Á là một doanh nghiệp hối lộ bộ máy chính quyền từ trung ương cho đến địa phương. Phan Quốc Việt làm sao có thể tiếp xúc được với lãnh đạo từ trung ương đến địa phương một cách dễ dàng như thế được? Có người chỉ cho rằng Phan Quốc Việt chỉ là oắt con, không đủ bản lĩnh để tiếp xúc với lãnh đạo, mà Phan Quốc Việt chỉ là một dạng con rối cho thế lực trong bóng tối, giật dây điều khiển rất tinh vi. Vào ngày 22 tháng 4 năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng đã thăm Formosa. Cho đến nay, 80% cổ phần trong công ty Việt Á vẫn là vùng cấm. Vậy thế lực nào sở hữu số cổ phần to lớn đến như vậy? Ngoài ra, ai đã tham mưu trong chủ tịch nước lúc đó là Nguyễn Phú Trọng ký tặng huân chương lao động hạng 3 cho Việt Á. Khi trên tay có tấm huân chương lao động hạng 3 với chữ ký của Nguyễn Phú Trọng, thì đây chính là một bảo chứng giúp cho Việt Á kết nối với các quan chức từ trung ương cho đến địa phương, trở nên rất dễ dàng. Mà giúp Phan Quốc Việt đâu chỉ có các quan chức từ trung ương đến địa phương, đến nay cả các tờ báo lớn của đảng cũng hùa theo. Phụ họa tầng bốc dự án kit xét nghiệm của Việt Á. Chính bản thân đài truyền hình quốc gia VTV của Việt Nam cũng đã làm phóng sự ca ngợi kia mà. Sau này chính quyền cũng đã thu hồi lại tấm huân chương lao động hạng 3 của Việt Á, nhưng đã quá muộn, bởi Việt Á đã thực hiện chót lọt thương vụ hút máu dần rồi. Việt Á được ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký tặng huân chương lao động hạng 3 thì đấy là một lợi thế lớn để Phan Quốc Việt làm ăn. Có người thì cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó không biết Việt Á đang hút máu nhân dân. Thật ra mà nói, có thể ông Trọng không biết thật, nhưng chữ ký tặng của ông thì ông cũng phải có trách nhiệm vào. Ký tặng bừa bãi, vô tình giúp cho những kẻ gian có lá bùa thiêng để mà họ dễ dàng phạm tội. Nhà nước này không phải là nhà nước pháp quyền, mà là nhà nước lạm quyền. Bộ máy chính quyền này có thể xử tội rất nặng những người phạm tội nhẹ, nhưng cũng có thể xử rất nhẹ những người phạm tội rất nặng. Và thậm chí nó còn không dám động tới những người rõ ràng đã phạm tội rồi, nếu người đó dựa được vào một trụ quyền lực đủ mạnh. Với bản chất nhà nước như thế và với thế độc tôn trên vũ đài chính trị thì ông Trọng ban tặng lá bùa bừa bãi là cực kỳ tai hại. Những kẻ sở hữu bùa của ông Trọng làm điều bất lương thường rất dễ dàng, cho nên việc ban bùa cũng là một cách để ông Tổng gây hại cho xã hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin "Có ai còn nhớ lá bùa của cụ Tổng tặng cho Việt Á hay không?" Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.